Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ lây lan cao của các loại dịch bệnh nguy hiểm như COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, ngay từ đầu năm học 2022-2023, các trường học trên địa bàn huyện Phú Tân đã chủ động các biện pháp phòng bệnh nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên, đảm bảo cho việc dạy và học. Năm học 2022-2023, trường mầm non Chợ Giàm đón 233 trẻ tham gia học tập, trong đó có 173 trẻ ở bán trú, nên việc đảm bảo vệ sinh, phòng chống tốt các loại dịch bệnh được ban giám hiệu trường chủ động nhiều hơn. Bởi đây là lứa tuổi nhỏ, các em chưa ý thức tự bảo vệ mình. Cùng với đó, các nhóm nhà trẻ chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Chính vì thế, nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các trẻ khi đến trường. Đối với trường thì luôn chú trọng hàng đầu để bảo đảm an toàn cho cô và trẻ trong cái công tác phòng chống các loại bệnh dịch sốt xuất huyết nè, tay chân miệng, thì thường luôn là nâng cao cái phòng chống bệnh như là vệ sinh sạch sẽ các cái kệ đồ chơi hàng ngày, rồi chú ý là các cái góc chơi của cháu để cho trẻ rửa tay thường xuyên trong ngày, và khi ngủ thì các cô đều mắc màn cho trẻ ngủ. Song song đó thì nhà trường cũng đã tuyên truyền cho phụ huynh qua các nhóm Zalo của lớp và các giờ đón trả trẻ, cũng như là tuyên truyền trên bảng của trường về cái công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là trao đổi về tình hình sức khỏe của các trẻ. Bên cạnh công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nhà trường còn tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn giáo viên học sinh và các bậc phụ huynh tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Giáo viên thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống Zalo nhóm, chủ động trao đổi trực tiếp với phụ huynh trong giờ đón trẻ và trả trẻ, khuyến cáo phụ huynh không nên đưa trẻ đến lớp khi có các dấu hiệu mắc bệnh nhằm tránh lây lan sang cho các bé khác. Đó là sáng sớm thì tụi em sẽ vào xịt mũi trước, rồi một chút xíu nữa mới cho trẻ vào, rồi chúng ta vệ sinh sạch sẽ xong thì hoạt động từ sáng cho đến chiều thì thường xuyên là quét hoặc là vệ sinh những cái nơi mà như trẻ làm bị đổ này đó, thì chúng em sẽ làm sạch. Rồi đến chiều về thì chúng em cũng không quên là rửa, lau lớp lại bằng cái nước sát khuẩn. Rồi cuối cùng là xịt mũi lại một lần nữa để phòng bệnh sốt xuất huyết và cả về tay chân miệng. Đồ chơi thì cũng chúng em cũng thường xuyên là rửa lại rồi phơi nắng để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cái cô cũng có xịt mũi phòng dịch bệnh cho bé. Rồi vào lớp thì có rửa tay để phòng bệnh tay chân miệng. Và về việc cho ăn hay là nói chung là ở bên trường cái công tác chống dịch mình cũng rất là yên tâm. Tại trường tiểu học Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, ngay từ khi bước vào đầu năm học mới, ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã xây dựng kế hoạch bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho giáo viên và phụ huynh. Nhà trường đã lắp đặt bề rửa tay, trang bị đầy đủ xà phòng, nước sát khuẩn, giáo dục cho học sinh việc tự rửa tay bằng xà phòng đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngoài ra, công tác kiểm tra sức khỏe, tiêm vaccine định kỳ cho học sinh cũng được nhà trường phối hợp với phụ huynh và trạm y tế triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhà trường cũng xây dựng cái kế hoạch là thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch cũng như là cái đội phòng chống dịch để tiếp ứng sẵn sàng. Trong đó thì cũng tuyên truyền đến phụ huynh, đến giáo viên là cái ngày tụ trường đầu năm cũng phải nhắc lại các em những cái thao tác, thí dụ như 5K, rửa tay, đeo khẩu trang để cho các em nhớ, để các em thực hiện tốt. Thì sinh hoạt dưới cờ, tổng trách đội có tuyên truyền, rồi kết hợp với cái cộng tác viên của trạm y tế xã cũng xuống đến tuyên truyền các em là bệnh sốt xuất huyết, rồi hướng dẫn các em cách ngủ màn, rồi việc lăn quăng vân vân. Nói chung là tới thời điểm này các em đều có kỹ năng hết. Huyện Phú Tân hiện có 64 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở và hơn 32.000 học sinh. Ngay từ đầu năm học, Ủy ban Nhân dân huyện, ngành giáo dục và đào tạo đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm trong trường học, thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường, phòng học, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng sân trường, không có nơi trú ẩn của muỗi, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ cho trẻ trong độ tuổi theo đúng quy định. Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh nhằm kiểm soát và phòng tránh hiệu quả dịch bệnh trong trường học. Thấy mẹ bị vào giác dao rượt đuổi, anh ruột đứng ra ngăn cản thì bị đâm tử vong. Tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 29 tháng 9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo
Võ Văn Giàu, sinh năm 1991, trú tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, 18 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2022, sau khi xảy ra cự cãi với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Hò, Giàu đi đến kệ bếp lấy con dao yếm. Bà Hò thấy vậy liền bỏ chạy ra phía sau nhà của con ruột là Võ Văn Dành, anh của Giàu. Thấy mẹ đang trốn sau lưng của hai vợ chồng anh Dành nên Giàu tức giận dùng dao chém vào cảnh tủ và ném cây dao vào bụi cây gần đó. Lúc này Dành cầm khúc gỗ đánh một cái trúng vào vùng trán của Giàu làm chảy máu. Tức giận, Giàu đi vào nhà lấy cây kéo đuổi theo và đâm một cái trúng vào vùng ngực trái của Dành, rồi tiếp tục giật lấy khúc gỗ trên tay Dành đánh vào lưng Dành làm Dành ngã quỵ xuống đất chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Giàu đến công an xã Long Giang đầu thú. Ngày 5 tháng 5 năm 2022, Giàu bị khởi tố điều tra. Ngày 29 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Giàu, sinh năm 1988, cư trú ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 2, Giàu đang ngồi uống nước tại một quán cà phê tại ấp Long Định, xã Long Kiến thì nhìn thấy ông Võ Thành Dân, sinh năm 1967, cư trú tại địa phương, đi lại quán uống nước nên đã bỏ đi ra bờ sông để nói chuyện với một người bạn. Khoảng 15 phút sau, ông Dân uống nước xong ra về, đi ngang chỗ Giàu thì Giàu nhớ lại chuyện mâu thuẫn vì người yêu của mình bỏ đi sống chung với ông Dân khi Giàu đi làm thuê ở xa. Liền xông đến đánh nhiều cái vào mặt của ông Nhân, làm ông Nhân té ngã, đập đầu xuống đường bê tông bất tỉnh. Ông Nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích là 58%. Sau khi gây thương tích cho ông Nhân thì Giàu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Văn Giàu về tội cố ý gây thương tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh An Giang đã phát hiện bắt giữ Giàu khi đang lẩn trốn tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều hôm qua 29 tháng 9 tại tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Chính phủ Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy thực hiện quyết định số 06 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với 46 điểm cầu công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ ngành Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu tỉnh An Giang có Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, cùng các phòng nghiệp vụ, các sở ban ngành và lãnh đạo công an 11 huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe đại diện các tỉnh, thành phố và bộ ngành Trung ương phát biểu ý kiến về việc thực hiện đề án số 06, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, ghi nhận các tỉnh Thái Nguyên, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ đã thực hiện có kết quả nhiều nội dung của đề án số 06 và chỉ đạo của Thủ tướng thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các bộ ngành địa phương phải có hướng dẫn chỉ đạo cụ thể để đẩy mạnh thực hiện đề án số 06 cho phù hợp với các quy định của pháp luật, nhất là một số quy định của luật cư trú có hiệu lực thời gian tới, trong đó khẩn trương thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tài khoản định danh cá nhân gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý. Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành công an, tư pháp và y tế cần tăng cường thực hiện kết nối liên thông để giải quyết công việc của người dân một cách thuận lợi, tiết kiệm thời gian, các khoản thu chi của hệ thống trường học, các khoản chi từ ngân sách nhà nước, nhất là các khoản chi cho an sinh xã hội, cần thực hiện thông qua các loại tài khoản của người dân cho nhanh chóng, thuận lợi, quyết tâm thực hiện đúng thời gian, từng nội dung công việc để tạo cơ sở cho các bước tiếp theo, hoàn thành đúng tiến độ. Để việc thực hiện có hiệu quả, đề án số 06, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tăng cường tuyên truyền vận động để người dân hưởng ứng thực hiện. Thưa quý vị, tối qua 29 tháng 9 tại công trường Trương Nữ Dương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc vòng bán kết và chung kết hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 và ngày hội Tam Nông. Đây là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2022 và hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang tháng 11 năm 1832, tháng 11 năm 2022. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và 16 đội đến từ 16 tỉnh thành phố trong cả nước.
Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Dương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, với chủ đề Nông dân Việt Nam trí tuệ, số hóa, hợp tác, đột phá, hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 năm 2022 đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 63 tỉnh, thành phố tham gia. Trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi, đã chọn được 16 đội thi xuất sắc nhất cùng tranh tài tại vòng bán kết và chung kết của hội thi. Qua 4 lần tổ chức cấp toàn quốc, hội thi trở thành phương thức hiệu quả để truyền tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là diễn đàn thiết thực để cán bộ hội viên nông dân phát huy tính năng động sáng tạo và tư duy đổi mới, là nơi giao lưu văn hóa học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tăng cường sự hiểu biết đoàn kết trong cán bộ hội viên nông dân và các vùng miền của Tổ quốc. Cũng do hội thi, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức ngày hội tâm nông, nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là những hoạt động thiết thực, kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các tổ chức cá nhân và người nông dân, xây dựng môi trường liên kết cung cầu trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Các sản phẩm kinh tế chủ lực, đặc sản địa phương trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phát biểu chào mừng hội thi, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã giới thiệu khái quát về vùng đất con người An Giang và kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định, hội thi là dịp để An Giang đón tiếp các đại biểu tới thăm, tìm hiểu về vùng đất, văn hóa con người và tiềm năng phát triển của tỉnh. Đây cũng là dịp để địa phương giao lưu, kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Là đơn vị đăng cai hội thi, tỉnh An Giang chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ hội thi và ngày hội tâm nông được diễn ra an toàn, thành công và ấn tượng. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, Nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội thi lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục khẳng định nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, và đề ra giải pháp hỗ trợ nông dân để mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 5 năm 2022 với chủ đề Nông dân Việt Nam trí tuệ, số hóa, hợp tác, đột phá rất phù hợp với định hướng chiến lược của Đảng ta về phát triển nền kinh tế số. Hội thi đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ học vấn cho nông dân và cư dân nông thôn để đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất mà Nghị quyết số 19 NQ-TW đã xác định. Tôi mong rằng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ trung ương tới địa phương, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường phối hợp, đồng hành với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tốt hội thi và những kỳ tiếp theo, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng gia đình, thôn, xóm, làng, ấp, bản, văn hóa, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, để hội thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, tập hợp và xây dựng giai cấp nông dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng, hội thi Nhà nông đua tài và ngày hội tâm nông do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực sự trở thành một phong trào thi đua sâu rộng của cán bộ hội viên nông dân, nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Với trí thông minh sáng tạo cùng với đức tính cần cù chịu khó, ham học hỏi và những cách làm độc đáo, chắc chắn nông dân Việt Nam sẽ tạo ra những sản phẩm mới đa dạng, phong phú, chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và văn hóa các vùng miền dân tộc, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng là việc làm thường xuyên liên tục được các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố Long Xuyên duy trì thực hiện thời gian qua. Nhờ thực hiện tốt công tác này, diện mạo mỹ quan đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp, góp phần giúp cho các phường trung tâm như Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên phát huy được tiềm năng thế mạnh thương mại, dịch vụ trong phát triển kinh tế, người dân đồng thuận và chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Phát huy những kết quả đạt được, tiến tới lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, nhất là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang 1832-2022. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuyên đã chủ động xây dựng kế hoạch lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, trong đó tập trung triển khai các quy định tại quyết định số 60 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố không vào mục đích giao thông. Trước mắt, địa phương tiến hành kẻ vạch sơn phân định phần vỉa hè dành cho người đi bộ và phần hè phố người dân được phép sử dụng làm nơi mua bán kinh doanh, đậu đỗ xe trên hai tuyến đường Bùi Thị Xuân và Bùi Văn Danh cho các hộ dân ký cam kết thực hiện. Qua đó, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận, quyết tâm chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và địa phương về trật tự đô thị, trật tự công cộng, góp phần lập lại trật tự mỹ quan trên hai tuyến đường này. Dạ, thời gian vừa qua là chính quyền địa phương cũng thường xuyên nhắc nhở vấn đề an toàn và trật tự. Thì theo quyết định 60 thì hôm nay là phái đoàn xuống dạch vôi cho lối đi người đi bộ, thì nhân dân chúng tôi mua bán cũng đồng tình với quyết định này, chúng tôi sẽ chấp hành chính sách chủ trương của nhà nước. Thì bản thân tôi thì là người dân địa phương thì luôn chấp hành cái chủ trương của phường, của nhà nước. Thì cái lần dạch sơn này là dễ gì thì tôi sẽ biết được trước nhà tôi sẽ sử dụng được là chỗ nào là sử dụng và chỗ nào là không được sử dụng. Và tôi luôn chấp hành chủ trương của nhà nước để cho cái đường nó được đẹp và nó thông thoáng. Để trả lại một phần hè phố làm lối đi cho người đi bộ, nhất là những tuyến đường có vỉa hè rộng, tập trung đông các cơ sở mua bán kinh doanh như đường Bùi Thị Xuân, Bùi Văn Danh, Trần Quang Diệu, Trần Khánh Dư, Võ Thị Sáu và một số tuyến đường khác trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuyên sẽ tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, nhất là tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức trong nhân dân để nhân dân hiểu và nghiêm túc chấp hành, đồng thời phân công lực lượng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè kinh doanh mua bán để xe không đúng quy định theo quyết định số 60 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp. Phường cũng đã thực hiện là tuyên truyền cái nghị định số 60 của Ủy ban Nhân tỉnh, đồng thời là kẻ vẽ vạch sơn trên tất cả các cái tuyến đường của phường, đặc biệt là làm theo cái hình thức cuốn chiếu. Trước mắt thì làm hai tuyến đường Bùi Thị Xuân, Bùi Văn Danh, và đồng thời là vận động các cái người dân ở trên tuyến đường Trần Quang Diệu thực hiện theo cái nghị định số 60. Các cái tuyến đường còn lại trên địa bàn thì sẽ thực hiện tiếp trong cái thời gian tới. Diện mạo phố phường khang trang sạch đẹp, đường phố thông thoáng, thuận tiện, an toàn sẽ là điều kiện quan trọng thu hút người dân và du khách đến tham quan mua sắm, từ đó thúc đẩy hoạt động mua bán kinh doanh ngày càng phát triển. Mong rằng bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành, mỗi tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh mua bán sẽ chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng, để thành phố Long Xuyên là nơi muốn đến của mọi người. Sáng nay 30 tháng 9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 3 năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quý 4. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Trong quý 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo, điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, triển khai chương trình công tác về phòng thủ dân sự đến năm 2025, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia khắc phục thiên tai, quả hoạn và bảo vệ an toàn cho các cơ quan đơn vị, thường xuyên kiểm tra các cơ quan đơn vị tổ chức huấn luyện đúng hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu, lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, thông tin thời sự cho các đối tượng. Công tác thi đua khen thưởng được duy trì thường xuyên, kịp thời, đúng hướng dẫn. Lực lượng 47 hoạt động tích cực, hiệu quả, kịp thời phản bác các thông tin sai trái, tin giả, đấu tranh có hiệu quả trên không gian mạng. Trong quý 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đảm bảo chặt chẽ tiêu chuẩn, chế độ cho các lực lượng, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội, dân dân.
Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý 3 và thảo luận thống nhất ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4. Trong 3 tháng cuối năm 2022, diễn ra nhiều lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo tiền đề, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang. Sáng nay 30 tháng 9, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang phối hợp Công ty Công nghệ May mặc Spectri An Giang tổ chức lễ khánh thành nhà máy Công nghệ May mặc Spectri An Giang tại khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã đến dự. Nhà máy Công nghệ May mặc Spectri An Giang có tổng số vốn đầu tư 253 tỷ đồng, tương đương 11 triệu đô la Mỹ, được triển khai tại lô C6, khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành với diện tích hơn 38.000 m², mục tiêu dự án là sản xuất các sản phẩm may mặc công nghệ cao với công suất sản xuất dự kiến đạt 2 triệu sản phẩm một năm và giải quyết việc làm cho 1.200 lao động. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc đưa nhà máy đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư, đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu nhập ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Châu Thành nói riêng và của tỉnh An Giang nói chung. Qua đó cũng yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư, triển khai các giai đoạn tiếp theo đúng tiến độ, trình tự và thủ tục quy định, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, các sở ban ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành để khai thác vận hành hiệu quả nhà máy, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ lây lan cao của dịch COVID-19, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, ngay từ đầu năm học mới 2022-2023, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động các biện pháp phòng bệnh nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt, bệnh tay chân miệng có dấu hiệu tăng cao tại các trường mầm non trong những ngày đầu năm học mới. Vì vậy, việc thực hiện tốt các biện pháp cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh tay chân miệng ở các cơ sở mầm non hiện đang được quan tâm. Tại trường mẫu giáo Quàng Quanh, phường Mỹ Thới, ngay từ đầu năm học đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho các trẻ khi đến trường. Trường hiện có 5 lớp bán trú gồm mầm, chồi và lá với 195 trẻ. Xác định trẻ nhỏ là đối tượng nguy cơ cao của bệnh này nên mỗi giáo viên luôn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cháu mỗi ngày, thường xuyên nhắc nhở các cháu giữ vệ sinh tay trước, trong và sau giờ học. Bên cạnh công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, nhà trường còn tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh tham gia cùng nhà trường theo dõi, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh của trẻ. Trong đó, đối với giáo viên đứng lớp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm và đồ chơi cho trẻ. Cái tình hình dịch bệnh tay chân miệng hiện nay đang diễn biến thì rất là phức tạp. Thì trường mẫu giáo Hoàng Quanh cũng đã nắm bắt được các tình hình, và trong cái năm học 2022-2023 thì trường mẫu giáo Hoàng Quanh là chú trọng đến phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Và ở trường thì đối với từng lớp thì các cô đều phải nắm bắt được các cái cách mà phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Bên cạnh đó thì các cô chú ý vào các cái giờ đón trẻ thì phải xem các cái biểu hiện của trẻ qua các cái giống như là tay chân với miệng để mình phát hiện kịp thời và có sự phối hợp với ban giám hiệu. Giáo viên sẽ phối hợp với y tế của trường cùng với ban giám hiệu, sau đó thông tin đến phụ huynh học sinh để có cái hướng điều trị cho trẻ, đảm bảo cái sức khỏe cho trẻ. Khi mà đón trẻ vào lớp thì giáo viên cũng kiểm tra xem trẻ có những biểu hiện của bệnh hay không để phát hiện kịp thời và báo cho cái bộ phận y tế của trường, sau đó thì báo trực tiếp cho phụ huynh để mình kịp thời xử lý cái trường hợp bệnh của bé. Khi mà chăm sóc giáo dục trẻ thì mình cũng bao quát trẻ và xem sức khỏe của trẻ, trẻ có bị những cái biểu hiện như sốt, ho hoặc là phát ban ở miệng hoặc là tay chân gì đó để kịp thời để xử lý, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Với mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống bệnh tay chân miệng cho toàn thể cán bộ giáo viên và các bậc phụ huynh, Ban giám hiệu trường chú trọng các góc truyền thông cho trẻ và phụ huynh về bệnh tay chân miệng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền thường xuyên cho phụ huynh ở mọi thời điểm, qua đó tạo sự gắn kết giữa giáo viên và phụ huynh về tình hình trẻ mỗi ngày đến lớp.
Cùng với việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ dụng cụ học tập và đồ chơi, nhà trường cũng chú trọng đến khâu an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh khu vực chế biến, bếp ăn, dùng chloramin B để khử khuẩn sàn nhà, khu vệ sinh, giáo dục cho trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân. Đặc biệt chú trọng rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn để giữ vệ sinh, cũng như tạo thành thói quen cho trẻ nhỏ. Từ đó, từ đầu năm học mới đến nay, trường chưa xảy ra tình trạng trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Và nếu mà có dịch bệnh bùng phát xảy ra tại trường, thì trường mẫu giáo Hoàng Oanh sẽ phối hợp chặt chẽ với trạm y tế của phường Mỹ Thới để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, đảm bảo là phòng chống dịch bệnh tay chân miệng như là hiện nay đang bùng dịch. Thì trường cũng sẽ duy trì tiếp tục các cái biện pháp phòng chống lên một cách tốt nhất để đảm bảo cái công tác chăm sóc sức khỏe của trẻ khi trẻ đến trường. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 2.352 ca, trong đó thành phố Long Xuyên có 162 ca. Đây là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là các bé dưới 5 tuổi. Bệnh có tốc độ lây lan nhanh, dễ thành dịch nếu không phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời. Bệnh chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, các biện pháp phòng bệnh được xem là giải pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho trẻ nhỏ. Trong đó, việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, góp phần hạn chế lây lan cho các trẻ cùng sinh hoạt chung.